Con tên à Đình Huy. Đình Huy hiện đang học lớp KG1A tuần thứ 8. Bây giờ bạn sẽ tập trung vào tính tư duy cho cô nhá. Chuẩn bị 2 cộng 2 5 trừ 4 cộng 3 trừ 8 cộng 1 8 trừ 5 cộng 5 trừ 9 cộng 3 1 5 trừ 2 bằng à 7 là đoán chính xác. Chuẩn bị 2 cộng 5 2 trừ 4 cộng 3 1 trừ 5 cộng 5 trừ 9 cộng 2 7 trừ 4 cộng 1 1 bằng mấy? À, cũng bằng 7, chính xác. Một câu nữa nào, chuẩn bị. 3 cộng 1 trừ 2 cộng 5 trừ 2 cộng 4 trừ 9 cộng 3 1 5 trừ 4 cộng 2 2 trừ 1 trừ 5 cộng 6 bằng bao nhiêu? À 9, đáp án chính xác. Giỏi quá, cảm ơn bạn Huy nhá.